Vâng, xin chào các bác. Đấy. Bây giờ cũng là tháng bao nhiêu rồi ạ? Vâng, hôm nay mùng 9 tháng 12 rồi. Đấy, cũng lại sắp Noel, sau Noel thì có ít ngày nữa thôi là lại Tết rồi các bạn. Vâng. Đấy thì bác nào mà đang có nhu cầu về một bộ dàn mini. Đấy, đang có nhu cầu mà đang có ý muốn là sắm một cái gì đó để trang hoàng không gian ngày Tết nhà mình nhá, thì em nghĩ là một sản phẩm dàn mini của Nhật, hàng nội địa, là một sản phẩm đáng để các bác gọi là cân nhắc đầu tư. Đấy. Tại sao nó phải để các bác phải cân nhắc? Thứ nhất nhá, nó là những cái dòng này nó là hàng nội địa của Nhật này, về cái giá trị hình thức thì nó thiết kế rất là đẹp. Đấy, nó ăn đứt so với cả những dòng loa vi tính. Cái thứ hai về chất âm thì những cái dòng loa vi tính thì gần như là không có cửa. Đấy. Kể cả những bộ dàn có thể nhỉnh hơn, những cái dòng này tầm khoảng 2 triệu 3 triệu cũng không có cửa. Nếu mà lo so với loa vi tính nhá. Đấy. Về và mặt hình thức thì nhìn nó cũng kiểu nó xịn hơn nhiều so với cả loa vi tính. Đấy. Còn về độ thời gian thì cái này thì do các bác quyết định thôi nhá. Tức là về giá trị mà độ bền theo thời gian năm tháng thì cái này là do các bác. Đấy. Mình sử dụng khéo léo thì nó sẽ càng lâu bền, đúng không ạ? Của bền tại người. Đấy. Còn với những dòng này thì gần như là em thấy khách hàng em phản hồi là đều dùng rất là tốt và rất là mượt mà. Đấy. Đã dùng là thích luôn. Đấy, và một khi các bác đã gần như là đã chơi những cái dòng này rồi nhá. Đấy, tức là sử dụng những dòng rồi thì rất là khó để các bác thay đổi sang một các cái gọi là sản phẩm nghe nhạc của các cái sản phẩm đời mới bây giờ. Đấy, còn bác nào tức là chú trọng về hình thức thôi thì mới gọi là sử dụng những cái dòng đấy. Còn đại đa số bây giờ em thấy khách hàng nhà em là chuyển hết về những cái dòng dàn mini này. Thứ nhất là nghe nhạc nó không kém gì những cái dòng dàn chung. Đấy. Và cái giá thành thì nó cũng mềm hơn so với dòng dàn chung. Đấy. Thậm chí có những bộ dàn chung nó đâu đó nó cũng rơi khoảng là 7 đến khoảng chục triệu. Thì chất âm em nghe cũng khá là nhiều rồi, không biết quan điểm của bác thế nào nhưng mà em nghe rất là nhiều rồi. Thì em thấy là nó cũng tức là cũng đạt tới tầm như của những cái dòng này thôi. Đấy. Thì đấy thì đấy là cái cảm nhận cá nhân riêng em, còn các bác thấy như thế nào thì mình có thể đánh giá phần bên dưới nhá. Đấy, còn đây hàng bãi thì mời các bác nhìn qua một lượt này. Đây là hàng nội địa của Nhật nên các bác chú ý lưu ý cho em nhá, là cắm chuẩn điện 100V nhá. Không có chuyện là cắm 110 hay là 120 đâu nhá. Bắt buộc phải là 100V nhá. Bắt buộc chuẩn chỉ cho em phải là 100V bởi vì đây là hàng nội địa, hàng quốc dân của người Nhật. Đấy, hàng này các bác có muốn mua mới cũng khó. Không bao giờ các bác mua được ở một nước nào đó. Đấy, mặc dù các bác thấy không, em qua video thì có những sản phẩm nó sản xuất tại Malaysia này, Taiwan này, Korea, Hàn Quốc này, hay là Indo hay là Malaysia. Đấy. Nhớ bác ở anh sang trực tiếp rồi sản xuất anh mua, em thật các bác mua làm sao được. Người ta sản xuất xong, nhà máy sản xuất xong nhá, đóng gói và gửi lại cho về bên Nhật để người ta dùng. Chứ không có chuyện các bác dùng được đâu, mua được hàng mới đâu, em thật không mua được đâu. Trừ khi các bác có người nhà tại bên Nhật mua hàng bên đấy xong nó xách tay về thì lúc đấy các bác mới có hàng mới nha, còn không bao giờ có. Tất cả các nước khác kể cả nước sản xuất cũng chỉ dùng lại đồ hàng cũ của hàng bãi của Nhật thôi, chứ không có đồ mới của hãng này. Bởi vì hãng Onkyo là hãng nội địa của người Nhật. Đấy. Rồi, nói sơ qua như vậy để các bác biết được về cái nơi sản xuất cái thứ nhá. Còn đây hình thức qua nhìn này, thứ nhất là về mặt mũi này, rất sáng sủa nhá. Chất liệu gỗ này tuyệt vời luôn nhá. Đây, màu sắc quá tuyệt vời. Tép là dòng con chép rom. Con tép này nếu bác nào để ý nhá, nó to có khi gần bằng một con bát của các cái dòng loa khác. Đấy, cùng là phân khúc thôi nhưng mà này, con tép này nó rơi khoảng tép 10, 10.5 này. Nó khoảng gần 11 này. Nó gần bằng một con bát của những cái dàn mini khác luôn. Thì đấy chính là cái giá trị mà nó mang lại cho các bác. Còn bát các bác nhá, bát của nó là bát 14 này, nó đúng theo tiêu chuẩn của hãng. Màng giấy quánh cực ấm luôn. Riêng các dòng này nhá thì là cổ từ của bát này và cổ từ của tép đều trang bị là từ kép, nhưng riêng cổ từ của bát là được bọc kim loại 7 màu giảm nhiễu. Thì đó chính là cái hàng chất lượng của Onkyo. Đấy. Những con bát này mà các bác cầm ra nhá, mà để lên tay nhá, cầm không quá 15 phút là các bác tay rời rã luôn. Bởi vì cổ từ nó to lắm mà nó nặng kinh khủng khiếp luôn. Riêng cái bát của Onkyo như vậy nó dã man toàn bạo. Những cái dòng loa đời cao cấp này thì ở đây em đang phối giữa con 9GX và con 092TX nhá, là loa đời cao cấp luôn. Cầu loa của nó là cầu bắp chuối các bác nhá, cầu bắp chuối này. Công suất của loa là 70W, trở kháng là 6 ohm. Model của máy này là D092TX. Đó. Con này quang thì được trang bị tới hai cổng, một cổng in, một cổng out. Đây em sẽ kết nối luôn cả đường quang và em sẽ thử luôn cho các bác nhé. Đấy,
Đây là chính là cổng quang. Khi các bác kết nối với Smart TV thì quang nó sẽ có tín hiệu đỏ như này. Đấy, thì lúc này mình sẽ chọn là cổng in nhá. Đỏ này là cổng out này, in là cổng bên cạnh này. Đó, cắm đúng chiều một cái nó vào luôn. AV thì con này được trang bị tới là 1 2 3 4 5 cổng AV. Trong đó nó chia ra là hai cổng ra và ba cổng vào, thoải mái để các bác kết nối điện thoại máy tính các thứ nhá. Đó, hàng hóa thì các bác nhìn hết nhá. Em không phải giấu giếm cái gì cả. Ê, căng về đầy đủ ha, trước các bác nhìn rồi. Đấy, về hình thức thì các bác nhìn qua rồi. Đấy thì con chức năng này thì em test thử rồi. Đó, đường quang ok, đường điện thoại ok, rồi CD sau đây sẽ test thử luôn nhá. Còn riêng CD là em test để test thêm cho vui nhá. Đấy. Còn em không bao chạy CD nhá, mà MD này, test thêm cho vui thôi. Đây, sau đây mời các bác nghe thử đoạn nhạc từ điện thoại trước nhá. Vâng, đấy, vừa rồi thì các bác đã nghe qua một đoạn chất âm đến từ quang 0.2DX. Sau đây em sẽ test cả đường quang này. Đây, đây chính là cổng digital nhá. Các bác nghe đường quang thì chuyển về chế độ digital này. Đấy, và lúc này thì mình mở cái TV lên cho em nhá. Đấy. Thì đây chính là đường quang các bác nhá. Đấy. Màn hình này chữ led căng luôn. Đấy, có cả đèn nhạc nước nhảy rất là đẹp luôn. Nó thể hiện loa trái và loa phải này, tín hiệu này. Đó. Chiều kia lũ chim trên cành buồn không ca, chim hỡi xót thương đó. Thì đấy chính là phần đường kết nối Smart TV, nó trên cái cổng digital. Ở đây nó có hai cái phím điều chỉnh là input ở đây, thì các bác sẽ nhìn vào đây và mình điều chỉnh nhá. Đấy. Chuyển về CD này. Lấy bài của phần CD thì các bác sẽ chuyển ở đây nhá. Đây. Đấy, mình sẽ chỉnh ở đây. Đấy, đây là lấy phần lấy bài CD. Đó, CD bắt đầu chạy này. Lách bài quá lệch đây nhá. À, cái đĩa này nó có hai bài. Đấy, quay trở lại bài 1 thì có chỉ việc quay lại này, nhấn một cái là xoay, một cái là quay lại. Đó. Rồi, vậy là em đã test xong và bàn giao cho các bác là các chức năng.
Đấy thì mọi thông tin liên hệ đặt hàng cứ gọi trực tiếp cho em qua cái số là 0966 594 581 hoặc số 0979 891 682. Đấy, hoặc các bác có thể qua trực tiếp nhà em qua số 57 đường Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội quý vị nhé. Về kích thước của vỏ loa này. Vỏ loa là rộng là 17 nhá. Vỏ loa rộng 17 này, sâu là 22 này. Cao là 29.5 này. Đấy, còn máy là rộng là 20. Cao là 15 và sâu là 32.5 coi nhá. Đó, thì mọi thông tin liên hệ thì gọi trực tiếp cho em số trên tiêu đề nhá. Vâng. Xin chào các bác. À, giá của bộ này nhá. Đấy thì giá của bộ này là 2.850.000 các bác nhá. 2.850.000. Vâng.